Xin chào mọi người, thì hôm nay em quay cái clip này là để báo về cái chính sách đối với những cái sản phẩm giá trị cao giống như bộ 7 ly của Dancell này á. Thì chính sách của em như sau. Thứ nhất là khi mình giao hàng á, em giao hàng á thì mọi người kiểm hàng, với lại là kiểm hàng đầu tiên là mình kiểm hàng, mình nhìn ở ngoài vậy này thôi, đúng như mẫu mã em quay như thế này á, thì và đúng cái size, thì size của nó sẽ thứ nhất là cái bộ 7 ly thì ở trên tay áo nó có chữ 7 ly đây, hoặc là rồi size nó thì nó ở dưới góc áo này nó có size, ví dụ như là cái bộ này là size XL thì mọi người kiểm như vậy thì nó đúng là size XL với lại là bộ 7 ly. Thì mọi người nhận hàng giùm em ha. Khi mà nhận hàng dùng rồi ấy thì mọi người vào trong nhà mọi người thử. Thử thì trong lúc thử thì cố gắng là mình bộ này thì như em nói ấy, là mình khi mà mình mặc quen rồi ấy, thì mình có thể là ấy là mình mặc, mình gọi là mình chắc chắn mình lấy bộ này rồi ấy, thì mình mới thấm nước vào rồi mình mặc nha. Thấm nước với dầu xả tóc rồi mình hòa rồi mình mới làm mình mặc. Còn đối với những cái sản phẩm mới như thế này ấy, thì không thể nào mà mọi người lấy cái đồ nước đó mình thử được. Mình thử rồi là em không có đổi trả được nha. Thử rồi thì là không đổi trả được. Cho nên là mình cố gắng, nếu mà mình muốn thử thì mình thử tự nhiên giùm em, để nó khô ráo như thế này là mình thử. Rồi khi mà mình thử xong rồi á, trường hợp nếu mà hàng mà nó bị chật hoặc là nó không có cái gì đó thì mình có thể là nhắn em thì em sẽ đổi cái bộ mới, size mới cho mình. Chứ như vậy thì em có hai dịch vụ. Thứ nhất á là mình thứ nhất là mình được kiểm hàng, kiểm tra hàng và kiểm tra size trước khi nhận hàng. Sau khi mình nhận hàng xong, mình đem vào nhà mình thử thì em sẽ có dịch vụ là đổi trả miễn phí. Chỉ riêng sản phẩm này thôi nha, là em được đổi trả miễn phí size cho mình. Ví dụ như mình mặc size lớn hơn hoặc nhỏ hơn thì em sẽ đổi trả sẵn, em sẽ đổi size mới cho mình. Nếu mà hiện tại trong kho em hết hàng ấy thì em sẽ đặt cái bộ mới, size mới cho mình. Làm thế nào đó là em sẽ tìm được cái size phù hợp cho mình. Nhưng phải đảm bảo với em là hàng chưa được sử dụng xuống dưới nước. Còn hàng mà đã sử dụng xuống dưới nước rồi thì em sẽ không đổi trả nữa. Rồi, còn trường hợp thứ hai đó là chế độ bảo hành. Thì hiện tại em chỉ đặt hàng theo yêu cầu của khách từ hãng về. Nếu như mà trong quá trình sử dụng mà có cái vấn đề gì á thì khách báo lại em á, thì em cũng sẽ thông báo lại bên hãng, và hãng nó sẽ có các cái chính sách xử lý bảo hành gì đó thì nó sẽ thông báo lại với quý khách. Thì em cũng giống như là cầu nối giữa quý khách hàng với lại là bên bên hãng sản xuất. Chứ em những cái sản phẩm này không phải là của em may ha, cái này là của hãng Dancell nó may, và sản phẩm này là được sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc. Cho nên là mình có vấn đề gì ấy, thì em sẽ liên hệ. Thường là sẽ một số trường hợp khác thì khách nó hãng nó sẽ gửi các cái sản phẩm bảo hành về cho mình, ví dụ như là keo hay là keo dán hay là nó hướng dẫn một số vấn đề gì đó, thì trong trường hợp đó thì em cũng sẽ cố gắng hỗ trợ cho khách hàng. Còn hỏi là tại shop có bảo hành gì không thì em là chỉ là người cái riêng với sản phẩm này thì em chỉ đặt hàng cho khách, và có những cái chính sách như là cho khách kiểm tra hàng hoặc là đổi trả size trước khi khách hàng sử dụng. Thì mọi người cân nhắc trước khi đặt hàng giùm em nha. Rồi em quay lại một lượt cái bộ này nữa cho mình xem. Rồi em xin chào ạ.